hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có ở nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức. Việc phát hiện nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức sau 26 năm tán, nhưng không hề phân hủy, gây sững sờ đối với các nhà khoa học khảo cổ. Khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ này, nhiều chuyên gia khẳng định đây là một điều phi thường, chỉ có thể là thành quả của sự tu luyện đắc đạo mới thành. Bởi nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức không hề cần đến bất kỳ một hình thức bảo quản nào. Ngài được chôn tự nhiên, bị đè lên bởi một khối đất khổng lồ, nhưng trải qua bao nhiêu năm mà vẫn không hề hưởng gì. Một hiện tượng là khác biệt hoàn toàn so với các nhục thân của những vị thiền sư đã được phát hiện trước đây. Hiện tượng kỳ lạ và đặc biệt này được phát hiện vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2011, tức ngày 8 tháng Chạp năm Canh Dần tại chùa Long Bủ, thôn Xuân Vinh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Hôm đó, môn đồ Pháp Quyến cùng Phật tử địa phương đã tổ chức buổi lễ khai quật và di dời hài cốt của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức qua tháp mới. Mọi người đều ngỡ ngàng khi đào phần đất lên thì thấy di hài của ngài vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm chôn cất. Quan tài của ngài đã bị bục nát, nhưng chiếc áo cà sa, những dải băng vải bó thân xác ngài vẫn còn nguyên vẹn. Xương sọ của ngài có màu vàng, hai xương bàn chân, các đốt xương bàn và cổ chân dính chặt vào nhau và dựng đứng lên như tư thế chôn ban đầu. Khung xương phần thân của ngài không bị sập xuống, mặc dù khối đất đè trên mình là quá lớn khi quan tài đã mục nát. Sau khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ trên, Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường cho rằng đây là hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Một hiện tượng bí ẩn của những vị cao tăng đắc đạo trong Phật giáo, mà đến nay rất khó để giải thích thỏa đáng về mặt khoa học. Theo Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lương Cường, nói về sự huyền bí liên quan đến nhục thân của các vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Trước đây, chúng ta có 4 trường hợp và đặt tên theo khoa học là hiện tượng thiền tán. Đó là các thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, Chùa Đầu Hà Nội, Như Chí, Triết Triết, Bắc Ninh. Đây là hình thức chôn cất những người chết đặt trong chùa, ngồi trong tư thế thiền và để qua hàng trăm năm mà thân thể vẫn không mục rửa. Hình thức này đã xuất hiện ở Trung Quốc từ lâu và được gọi là sân ta bó lụa. Ngồi chết trong tư thế thiền, sau đó được cho vào một pho tượng, dùng tượng để tán, thế nên còn có một tên gọi khác là tượng tán. Hình thức này chỉ có ở trong Phật giáo, chỉ có những vị cao tăng đắc đạo. Khi so sánh với hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức, thì được biết cả 4 vị này đều dùng kỹ thuật sơn ta trộn với phụ gia, đứt mối đùn, giấy gió, mạt cưa, vải màng, rồi giác vàng bạc quang đầu để phủ bọc lên cơ thể. Còn nhục thân của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức lại được chôn trong lòng đất vài chục năm. Điều kỳ diệu nhất là khung xương phần thân của ngài không bị sập xuống. Mặc dù khối đất đè trên mình là quá lớn khi quan tài đã mục nát, bộ áo cà sa ngài mặc vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức nhanh chóng được lan truyền. Nhiều người khi chứng kiến hiện tượng này đã cho rằng đó là hiện tượng mậu kết mà trong dân gian vẫn thường đề cập đến. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã lần lượt phủ nhận những nhận định trên. Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường khẳng định đây không phải là hiện tượng mậu kết. Bởi khi tiến hành phân tích mẫu đất tại mộ của cố đại sư Thích Minh Đức thì không có dấu hiệu vật lý đặc biệt nào. Các nhà khoa học quả quyết rằng đây không phải là mộ kết như nhiều người vẫn lầm tưởng. Để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lương Cường quả quyết rằng thân thể của vị hòa thượng này 26 năm trong lòng đất không bị mục rửa, chỉ có thể là kết quả của quá trình tu hành. Theo đó, Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức đã có một quá trình rất dài chứng nghiệm trong tu tập và đạt đến sự giác ngộ viên mãn. Điều đó thể hiện sự đắc đạo trong tu chứng mà chỉ có những vị cao tăng mới đạt được. Chỉ có làm chủ được tâm thức thì ngài mới tự điều khiển được ngài, giờ ngài ra đi để trở về với cõi vĩnh hằng. Bên cạnh đó, Phó giáo sư Cường cũng cho rằng cũng có thể do lông mạch khi đặt huyệt mộ rất chính xác nên nhục thân được bảo toàn. Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường với công việc khảo cứu cũng liên quan tới xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức. Trao đổi với báo chí, Đại đức Thích Bản Quyền, chủ trì chùa Phúc Long Từ Hải Phòng cho rằng ở góc độ nhà Phật, chúng tôi cho rằng đó là kết tinh của cả một quá trình tu luyện khi còn sống của cố đại sư Thích Minh Đức. Theo quy luật thì sau một thời gian chôn dưới đất, vạn vật sẽ tiêu biến theo đất. Hơn nữa, vị trí đặt mộ của Hòa Thượng Thích Minh Đức còn thường xuyên ngập nước, thì chuyện di hài của ngài vẫn còn nguyên, quả đúng là điều kỳ diệu. Theo quan điểm của nhà Phật, nếu như hỏa táng mà còn lại một phần thì gọi đó là ngọc xá lợi, còn địa táng sau một thời gian vẫn còn lại xương thì gọi là cốt xá lợi. Còn cố Hòa Thượng Thích Minh Đức lại còn nguyên cả di hài thì chúng tôi gọi đó là xá lợi toàn thân. Hiện tượng xá lợi toàn thân là một điều quý giá, vinh dự cho đệ tử Phật môn. Nếu như đối với người ngoài Phật thì có thể người ta sẽ cho rằng thời gian con người ta sống trên cõi đời này đã mắc phải nhiều sai lầm nên đến khi chết đi vẫn không được tiêu biến như đối với cửa Phật, thì chúng tôi lại có quan niệm ngược lại.
Như đã nói, điều này có được là do quá trình tu luyện của Ngài đã đạt tới cảnh giới của sự viên mãn. Ngài đã tuân thủ chặt chẽ các lời quy của nhà Phật và Hoằng Dương Pháp Môn Tịnh Độ, đã làm cho nhục thân của Ngài được lưu giữ mãi với thời gian, làm cho hàng vạn tăng ni Phật tử thêm xúc động, tính tâm càng thêm vững chắc trên con đường tu hành. Đại sư Thích Bản Quyền chia sẻ. Đồng quan điểm với Đại Đức Thích Bản Quyền, Thạc sĩ Vũ Thế Khanh, giám đốc trung tâm USA cho rằng, ý kiến của tôi cũng giống như nhà Phật đưa ra, đó là do công năng của Ngài khi tu luyện đã đạt đến mức gọi là đắc đạo. Hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức không phải là hiện tượng mộ kết như quan điểm của nhiều người. Vì mộ kết hay không còn do vị trí mộ, chân đất. Nhưng trước đây đã có nghiên cứu chỉ cho rằng chân đất ở đó không có gì đặc biệt. Do đó, đây không phải là hiện tượng mộ kết, có lẽ đó là công năng tu hành của các vị đại sư. Lấy ví dụ như trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng bên Trung Quốc hay những các trường hợp thiền tán ở Việt Nam đều là do tu hành thì nhục thân của họ mới có thể bức hoại như vậy. Hòa Thượng Thích Minh Đức, thế danh Nguyễn Khắc Dần, sinh năm 1901 tại làng Hiệp Phổ, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 17 tuổi, Ngài xuất gia tu học, vốn là người thông minh ham học hỏi, lại vô cùng đức độ, khiêm nhường, nên năm 1940, Ngài được cử về chủ trì Tổ đình Long Bủ và đảm nhận làm hội trưởng Hội Phật giáo huyện Nghĩa Hành. Năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, Ngài được cử làm hội trưởng Hội Phật giáo của quốc huyện Nghĩa Hành. Bên cạnh việc tu tập, Ngài còn nghiên cứu về Đông y và trở thành một lương y nổi tiếng để cứu độ chúng sinh. Trước khi ra đi, Ngài gọi đệ tử đến và dặn dò, sau đó mới viên tịch. Hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có ở nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức. Việc phát hiện nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức sau 26 năm tán, nhưng không hề phân hủy, gây sững sờ đối với các nhà khoa học khảo cổ. Khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ này, nhiều chuyên gia khẳng định đây là một điều phi thường, chỉ có thể là thành quả của sự tu luyện đắc đạo mới thành. Bởi nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức không hề cần đến bất kỳ một hình thức bảo quản nào. Ngài được chôn tự nhiên, bị đè lên bởi một khối đất khổng lồ, nhưng trải qua bao nhiêu năm mà vẫn không hề hưởng gì. Một hiện tượng là khác biệt hoàn toàn so với các nhục thân của những vị thiền sư đã được phát hiện trước đây. Hiện tượng kỳ lạ và đặc biệt này được phát hiện vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2011, tức ngày 8 tháng Chạp năm Canh Dần, tại chùa Long Bủ, thôn Xuân Vinh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Hôm đó, môn đồ Pháp Quyến cùng Phật tử địa phương đã tổ chức buổi lễ khai quật và di dời hài cốt của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức qua tháp mới. Mọi người đều ngỡ ngàng khi đào phần đất lên thì thấy di hài của Ngài vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm chôn cất. Quan tài của Ngài đã bị mục nát, nhưng chiếc áo cà sa, những dải băng vải bó thân xác Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Xương sọ của Ngài có màu vàng, hai xương bàn chân, các đốt xương bàn và cổ chân dính chặt vào nhau và dựng đứng lên như tư thế chôn ban đầu. Khung xương phần thân của Ngài không bị sập xuống, mặc dù khối đất đè trên mình là quá lớn khi quan tài đã mục nát. Sau khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ trên, Phó Giáo sư Thạc sĩ Nguyễn Lân Cường cho rằng đây là hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Một hiện tượng bí ẩn của những vị cao tăng đắc đạo trong Phật giáo mà đến nay rất khó để giải thích thỏa đáng về mặt khoa học. Theo Phó Giáo sư Thạc sĩ Nguyễn Lương Cường, nói về sự huyền bí liên quan đến nhục thân của các vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Trước đây, chúng ta có 4 trường hợp và đặt tên theo khoa học là hiện tượng thiền tán. Đó là các thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, Chùa Đầu Hà Nội, Như Chí, Triết Triết, Bắc Ninh. Đây là hình thức chôn cất những người chết đặt trong chùa, ngồi trong tư thế thiền và để qua hàng trăm năm mà thân thể vẫn không mục rửa. Hình thức này đã xuất hiện ở Trung Quốc từ lâu và được gọi là sơn ta bó lụa. Ngồi chết trong tư thế thiền, sau đó được cho vào một pho tượng, dùng tượng để tán, thế nên còn có một tên gọi khác là tượng tán. Hình thức này chỉ có ở trong Phật giáo, chỉ có những vị cao tăng đắc đạo. Khi so sánh với hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức, thì được biết cả 4 vị này đều dùng kỹ thuật sơn ta trộn với phù gia, đứt mối đùn, giấy gió, mạt cưa, vải màng, rồi dát vàng bạc quanh đầu để phủ bọc lên cơ thể. Còn nhục thân của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức lại được chôn trong lòng đất vài chục năm. Điều kỳ diệu nhất là khung xương phần thân của Ngài không bị sập xuống. Mặc dù khối đất đè trên mình là quá lớn khi quan tài đã mục nát, bộ áo cà sa Ngài mặc vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức nhanh chóng được lan truyền. Nhiều người khi chứng kiến hiện tượng này đã cho rằng đó là hiện tượng mộ kết mà trong dân gian vẫn thường đề cập đến. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã lần lượt phủ nhận những nhận định trên. Phó Giáo sư Thạc sĩ Nguyễn Lân Cường khẳng định đây không phải là hiện tượng mộ kết. Bởi khi tiến hành phân tích mẫu đất tại mộ của cố đại sư Thích Minh Đức thì không có dấu hiệu vật lý đặc biệt nào.
các nhà khoa học quả quyết rằng đây không phải là mộ kết như nhiều người vẫn lầm tưởng. Để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lương Cường quả quyết rằng thân thể của vị hòa thượng này 26 năm trong lòng đất không bị mục rửa, chỉ có thể là kết quả của quá trình tu hành. Theo đó, đại lão hòa thượng Thích Minh Đức đã có một quá trình rất dài chứng nghiệm trong tu tập và đạt đến sự giác ngộ viên mãn. Điều đó thể hiện sự đắc đạo trong tu chứng mà chỉ có những vị cao tăng mới đạt được. Chỉ có làm chủ được tâm thức thì Ngài mới tự điều khiển được Ngài, giờ Ngài ra đi để trở về với cõi vĩnh hằng. Bên cạnh đó, Phó giáo sư Cường cũng cho rằng cũng có thể do lông mạch khi đặt huyệt mộ rất chính xác nên nhục thân được bảo toàn. Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường với công việc khảo cứu cũng liên quan tới xá lợi toàn thân của Hòa thượng Thích Minh Đức. Trao đổi với báo chí, Đại đức Thích Bản Quyền, trụ trì chùa Phúc Long Từ Hải Phòng cho rằng, ở góc độ nhà Phật, chúng tôi cho rằng đó là kết tinh của cả một quá trình tu luyện khi còn sống của cố đại sư Thích Minh Đức. Theo quy luật thì sau một thời gian chôn dưới đất, vạn vật sẽ tiêu biến theo đất. Hơn nữa, vị trí đặt mộ của Hòa thượng Thích Minh Đức còn thường xuyên ngập nước, thì chuyện di hài của Ngài vẫn còn nguyên, quả đúng là điều kỳ diệu. Theo quan điểm của nhà Phật, nếu như hỏa táng mà còn lại một phần thì gọi đó là ngọc xá lợi, còn địa táng sau một thời gian vẫn còn lại xương thì gọi là cốt xá lợi. Còn cố Hòa thượng Thích Minh Đức lại còn nguyên cả di hài thì chúng tôi gọi đó là xá lợi toàn thân. Hiện tượng xá lợi toàn thân là một điều quý giá, vinh dự cho đệ tử Phật môn. Nếu như đối với người ngoài Phật thì có thể người ta sẽ cho rằng thời gian con người ta sống trên cõi đời này đã mắc phải nhiều sai lầm nên đến khi chết đi vẫn không được tiêu biến như đối với cửa Phật, thì chúng tôi lại có quan niệm ngược lại. Như đã nói, điều này có được là do quá trình tu luyện của Ngài đã đạt tới cảnh giới của sự viên mãn. Ngài đã tuân thủ chặt chẽ các đạo quy của nhà Phật và Hoằng Dương Pháp Môn Tịnh Độ, đã làm cho nhục thân của Ngài được lưu giữ mãi với thời gian, làm cho hàng vạn tăng ni Phật tử thêm xúc động, tính tâm càng thêm vững chắc trên con đường tu hành, Đại sư Thích Bản Quyền chia sẻ. Đồng quan điểm với Đại đức Thích Bản Quyền, Thạc sĩ Vũ Thế Khanh, Giám đốc Trung tâm USA cho rằng, ý kiến của tôi cũng giống như nhà Phật đưa ra, đó là do công năng của Ngài khi tu luyện đã đạt đến mức gọi là đắc đạo. Hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa thượng Thích Minh Đức không phải là hiện tượng mộ kết như quan điểm của nhiều người. Vì mộ kết hay không còn do vị trí mộ, chân đất. Nhưng trước đây đã có nghiên cứu chỉ cho rằng chân đất ở đó không có gì đặc biệt. Do đó, đây không phải là hiện tượng mộ kết, có lẽ đó là công năng tu hành của các vị đại sư. Lấy ví dụ như trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng bên Trung Quốc hay những các trường hợp thiền tán ở Việt Nam đều là do tu hành thì nhục thân của họ mới có thể bức hoại như vậy. Hòa thượng Thích Minh Đức, thế danh Nguyễn Khắc Dần, sinh năm 1901 tại làng Hiệp Phổ, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 17 tuổi, Ngài xuất gia tu học. Vốn là người thông minh ham học hỏi, lại vô cùng đức độ, khiêm nhường, nên năm 1940, Ngài được cử về chủ trì Tổ đình Long Bủ và đảm nhận làm hội trưởng Hội Phật giáo huyện Nghĩa Hành. Năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, Ngài được cử làm hội trưởng Hội Phật giáo của quốc huyện Nghĩa Hành. Bên cạnh việc tu tập, Ngài còn nghiên cứu về Đông y và trở thành một lương y nổi tiếng để cứu độ chúng sinh. Trước khi ra đi, Ngài gọi đệ tử đến và dặn dò, sau đó mới viên tịch. Hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có ở nhục thân của Hòa thượng Thích Minh Đức. Việc phát hiện nhục thân của Hòa thượng Thích Minh Đức sau 26 năm táng nhưng không hề phân hủy gây sững sờ đối với các nhà khoa học khảo cổ. Khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ này, nhiều chuyên gia khẳng định đây là một điều phi thường, chỉ có thể là thành quả của sự tu luyện đắc đạo mới thành. Bởi nhục thân của Hòa thượng Thích Minh Đức không hề cần đến bất kỳ một hình thức bảo quản nào. Ngài được chôn tự nhiên, bị đè lên bởi một khối đất khổng lồ, nhưng trải qua bao nhiêu năm mà vẫn không hề hứng gì. Một hiện tượng là khác biệt hoàn toàn so với các nhục thân của những vị thiền sư đã được phát hiện trước đây. Hiện tượng kỳ lạ và đặc biệt này được phát hiện vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2011, tức ngày 8 tháng Chạp năm Canh Dần, tại chùa Long Bủ, thôn Xuân Vinh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Hôm đó, môn đồ Pháp Quyến cùng Phật tử địa phương đã tổ chức buổi lễ khai quật và di dời hài cốt của cố đại lão Hòa thượng Thích Minh Đức qua tháp mới. Mọi người đều ngỡ ngàng khi đào phần đất lên thì thấy di hài của Ngài vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm chôn cất. Quan tài của Ngài đã bị mục nát, nhưng chiếc áo cà sa, những dải băng vải bó thân xác Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Xương sọ của Ngài có màu vàng, hai xương bàn chân, các đốt xương bàn và cổ chân dính chặt vào nhau và dựng đứng lên như tư thế chôn ban đầu. Khung xương phần thân của Ngài không bị sập xuống, mặc dù khối đất đè trên mình là quá lớn khi quan tài đã mục nát. Sau khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ trên,
Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường cho rằng đây là hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Một hiện tượng bí ẩn của những vị cao tăng đắc đạo trong Phật giáo mà đến nay rất khó để giải thích thỏa đáng về mặt khoa học. Theo Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường, nói về sự huyền bí liên quan đến nhục thân của các vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam, trước đây chúng ta có 4 trường hợp và đặt tên theo khoa học là hiện tượng thiền tán, đó là các thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, Chùa Đầu Hà Nội, Như Chí, Triết Triết, Bắc Ninh. Đây là hình thức chôn cất những người chết đặt trong chùa, ngồi trong tư thế thiền và để qua hàng trăm năm mà thân thể vẫn không mục rửa. Hình thức này đã xuất hiện ở Trung Quốc từ lâu và được gọi là sân ta bó lụa. Ngồi chết trong tư thế thiền, sau đó được cho vào một pho tượng, dùng tượng để tán, thế nên còn có một tên gọi khác là tượng tán. Hình thức này chỉ có ở trong Phật giáo, chỉ có những vị cao tăng đắc đạo. Khi so sánh với hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức, thì được biết cả 4 vị này đều dùng kỹ thuật sơn ta trộn với phụ gia, đứt mối đùn, giấy gió, mạc cưa, vải màng, rồi giác vàng bạc quang đầu để phủ bọc lên cơ thể. Còn nhục thân của cố đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức lại được chôn trong lòng đất vài chục năm. Điều kỳ diệu nhất là khung xương phần thân của ngài không bị sập xuống. Mặc dù khối đất đè trên mình là quá lớn, khi quan tài đã mục nát, bộ áo cà sa ngài mặc vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức nhanh chóng được lan truyền. Nhiều người khi chứng kiến hiện tượng này đã cho rằng đó là hiện tượng mộng kết mà trong dân gian vẫn thường đề cập đến. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã lần lượt phủ nhận những nhận định trên. Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường khẳng định đây không phải là hiện tượng mộng kết. Bởi khi tiến hành phân tích mộ đất tại mộ của cố đại sư Thích Minh Đức thì không có dấu hiệu vật lý đặc biệt nào. Các nhà khoa học quả quyết rằng đây không phải là mộ kết như nhiều người vẫn lầm tưởng. Để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường quả quyết rằng thân thể của vị hòa thượng này 26 năm trong lòng đất không bị mục rửa, chỉ có thể là kết quả của quá trình tu hành. Theo đó, đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức đã có một quá trình rất dài chứng nghiệm trong tu tập và đạt đến sự giác ngộ viên mãn. Điều đó thể hiện sự đắc đạo trong tu chứng mà chỉ có những vị cao tăng mới đạt được. Chỉ có làm chủ được tâm thức thì ngài mới tự điều khiển được ngài, giờ ngài ra đi để trở về với cõi vĩnh hằng. Bên cạnh đó, Phó giáo sư Cường cũng cho rằng cũng có thể do lông mạch khi đặt huyệt mộ rất chính xác nên nhục thân được bảo toàn. Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường với công việc khảo cứu cũng liên quan tới xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức. Trao đổi với báo chí, Đại Đức Thích Bản Quyền, chủ trì chùa Phúc Long Từ, Hải Phòng cho rằng ở góc độ nhà Phật, chúng tôi cho rằng đó là kết tinh của cả một quá trình tu luyện khi còn sống của cố đại sư Thích Minh Đức. Theo quy luật thì sau một thời gian chôn dưới đất, vạn vật sẽ tiêu biến theo đất. Hơn nữa, vị trí đặt mộ của Hòa Thượng Thích Minh Đức còn thường xuyên ngập nước, thì chuyện di hài của ngài vẫn còn nguyên, quả đúng là điều kỳ diệu. Theo quan điểm của nhà Phật, nếu như hỏa táng mà còn lại một phần thì gọi đó là ngọc xá lợi, còn địa táng sau một thời gian vẫn còn lại xương thì gọi là cốt xá lợi. Còn cố Hòa Thượng Thích Minh Đức lại còn nguyên cả di hài thì chúng tôi gọi đó là xá lợi toàn thân. Hiện tượng xá lợi toàn thân là một điều quý giá, vinh dự cho đệ tử Phật môn. Nếu như đối với người ngoài Phật thì có thể người ta sẽ cho rằng thời gian con người ta sống trên cõi đời này đã mắc phải nhiều sai lầm nên đến khi chết đi vẫn không được tiêu biến như đối với cửa Phật thì chúng tôi lại có quan niệm ngược lại. Như đã nói, điều này có được là do quá trình tu luyện của ngài đã đạt tới cảnh giới của sự viên mãn. Ngài đã tuân thủ chặt chẽ các nội quy của nhà Phật và Hoằng Dương Pháp Môn Tịnh Độ đã làm cho nhục thân của ngài được lưu giữ mãi với thời gian, làm cho hàng vạn tăng ni Phật tử thêm xúc động, tính tâm càng thêm vững chắc trên con đường tu hành, Đại sư Thích Bản Quyền chia sẻ. Đồng quan điểm với Đại đức Thích Bản Quyền, Thạc sĩ Vũ Thế Khanh, Giám đốc Trung tâm USA cho rằng, ý kiến của tôi cũng giống như nhà Phật đưa ra, đó là do công năng của ngài khi tu luyện đã đạt đến mức gọi là đắc đạo. Hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức không phải là hiện tượng mộ kết như quan điểm của nhiều người. Vì mộ kết hay không còn do vị trí mộ, chân đất. Nhưng trước đây đã có nghiên cứu chỉ cho rằng chân đất ở đó không có gì đặc biệt. Do đó, đây không phải là hiện tượng mộ kết, có lẽ đó là công năng tu hành của các vị đại sư. Lấy ví dụ như trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng bên Trung Quốc hay những các trường hợp thiền tán ở Việt Nam đều là do tu hành thì nhục thân của họ mới có thể bức hoại như vậy. Hòa Thượng Thích Minh Đức, thế danh Nguyễn Khắc Dần, sinh năm 1901 tại làng Hiệp Phổ, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 17 tuổi, ngài xuất gia tu học, vốn là người thông minh ham học hỏi, lại vô cùng đức độ, khiêm nhường, nên năm 1940, ngài được cử về chủ trì tổ đình Long Bủ và đảm nhận làm hội trưởng hội Phật giáo huyện Nghĩa Hành.
Năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, Ngài được cử làm hội trưởng hội Phật giáo của quốc huyện Nghệ Hành. Bên cạnh việc tu tập, Ngài còn nghiên cứu về Đông y và trở thành một lương y nổi tiếng để cứu độ chúng sinh. Trước khi ra đi, Ngài gọi đệ tử đến và dặn dò, sau đó mới viên tịch. Hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có ở nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức. Việc phát hiện nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức sau 26 năm táng, nhưng không hề phân hủy, gây sững sờ đối với các nhà khoa học khảo cổ. Khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ này, nhiều chuyên gia khẳng định đây là một điều phi thường, chỉ có thể là thành quả của sự tu luyện đắc đạo mới thành. Bởi nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức không hề cần đến bất kỳ một hình thức bảo quản nào. Ngài được chôn tự nhiên, bị đè lên bởi một khối đất khổng lồ, nhưng trải qua bao nhiêu năm mà vẫn không hề hưởng gì. Một hiện tượng là khác biệt hoàn toàn so với các nhục thân của những vị thiền sư đã được phát hiện trước đây. Hiện tượng kỳ lạ và đặc biệt này được phát hiện vào lúc 20 giờ ngày 11 tây tháng 1 năm 2011, tức ngày 8 tây tháng Chạp năm Canh Dần, tại chùa Long Bủ, thôn Xuân Vinh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Hôm đó, môn đồ Pháp Quyến cùng Phật tử địa phương đã tổ chức buổi lễ khai quật và di dời hài cốt của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức qua tháp mới. Mọi người đều ngỡ ngàng khi đào phần đất lên thì thấy di hài của Ngài vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm chôn cất. Quan tài của Ngài đã bị mục nát, nhưng chiếc áo cà sa, những dải băng vải bó thân xác Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Xương sọ của Ngài có màu vàng, hai xương bàn chân, các đốt xương bàn và cổ chân dính chặt vào nhau và dựng đứng lên như tư thế chôn ban đầu. Khung xương phần thân của Ngài không bị sập xuống, mặc dù khối đất đè trên mình là quá lớn khi quan tài đã mục nát. Sau khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ trên, Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường cho rằng đây là hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Một hiện tượng bí ẩn của những vị cao tăng đắc đạo trong Phật giáo mà đến nay rất khó để giải thích thỏa đáng về mặt khoa học. Theo Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lương Cường, nói về sự huyền bí liên quan đến nhục thân của các vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Trước đây, chúng ta có 4 trường hợp và đặt tên theo khoa học là hiện tượng thiền tán. Đó là các thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, Chùa Đầu Hà Nội, Như Chí, Triết Triết, Bắc Ninh. Đây là hình thức chôn cất những người chết đặt trong chùa, ngồi trong tư thế thiền và để qua hàng trăm năm mà thân thể vẫn không mục rửa. Hình thức này đã xuất hiện ở Trung Quốc từ lâu và được gọi là sơn ta bó lụa. Ngồi chết trong tư thế thiền, sau đó được cho vào một pho tượng, dùng tượng để tán, thế nên còn có một tên gọi khác là tượng tán. Hình thức này chỉ có ở trong Phật giáo, chỉ có những vị cao tăng đắc đạo. Khi so sánh với hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức, thì được biết cả 4 vị này đều dùng kỹ thuật sơn ta trộn với phù gia, đứt mối đùn, giấy gió, mạt cưa, vải màng, rồi giác vàng bạc quang đầu để phủ bọc lên cơ thể. Còn nhục thân của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức lại được chôn trong lòng đất vài chục năm. Điều kỳ diệu nhất là khung xương phần thân của Ngài không bị sập xuống. Mặc dù khối đất đè trên mình là quá lớn khi quan tài đã mục nát, bộ áo cà sa Ngài mặc vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức nhanh chóng được lan truyền. Nhiều người khi chứng kiến hiện tượng này đã cho rằng đó là hiện tượng mậu kết mà trong dân gian vẫn thường đề cập đến. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã lần lượt phủ nhận những nhận định trên. Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường khẳng định đây không phải là hiện tượng mậu kết. Bởi khi tiến hành phân tích mẫu đất tại mộ của cố đại sư Thích Minh Đức thì không có dấu hiệu vật lý đặc biệt nào. Các nhà khoa học quả quyết rằng đây không phải là mộ kết như nhiều người vẫn lầm tưởng. Để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lương Cường quả quyết rằng thân thể của vị hòa thượng này 26 năm trong lòng đất không bị mục rửa, chỉ có thể là kết quả của quá trình tu hành. Theo đó, Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức đã có một quá trình rất dài chứng nghiệm trong tu tập và đạt đến sự giác ngộ viên mãn. Điều đó thể hiện sự đắc đạo trong tu chứng mà chỉ có những vị cao tăng mới đạt được. Chỉ có làm chủ được tâm thức thì Ngài mới tự điều khiển được Ngài, giờ Ngài ra đi để trở về với cõi vĩnh hằng. Bên cạnh đó, Phó giáo sư Cường cũng cho rằng cũng có thể do lông mạch khi đặt huyệt mộ rất chính xác nên nhục thân được bảo toàn. Phó giáo sư thạc sĩ Nguyễn Lân Cường với công việc khảo cứu cũng liên quan tới xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức. Trao đổi với báo chí, Đại Đức Thích Bản Quyền, trụ trì chùa Phúc Long Từ, Hải Phòng cho rằng ở góc độ nhà Phật, chúng tôi cho rằng đó là kết tinh của cả một quá trình tu luyện khi còn sống của cố đại sư Thích Minh Đức. Theo quy luật thì sau một thời gian chôn dưới đất, vạn vật sẽ tiêu biến theo đất. Hơn nữa, vị trí đặt mộ của Hòa Thượng Thích Minh Đức còn thường xuyên ngập nước, thì chuyện di hài của Ngài vẫn còn nguyên, quả đúng là điều kỳ diệu. Theo quan điểm của nhà Phật, nếu như hỏa táng mà còn lại một phần thì gọi đó là ngọc xá lợi, còn địa táng sau một thời gian vẫn còn lại xương thì gọi là cốt xá lợi. Còn cố Hòa Thượng Thích Minh Đức lại còn nguyên cả di hài thì chúng tôi gọi đó là xá lợi toàn thân.
hiện tượng xá lợi toàn thân là một điều quý giá, vinh dự cho đệ tử Phật môn. Nếu như đối với người ngoài Phật thì có thể người ta sẽ cho rằng thời gian con người ta sống trên cõi đời này đã mắc phải nhiều sai lầm, nên đến khi chết đi vẫn không được tiêu biến như đối với cửa Phật thì chúng tôi lại có quan niệm ngược lại. Như đã nói, điều này có được là do quá trình tu luyện của Ngài đã đạt tới cảnh giới của sự viên mãn. Ngài đã tuân thủ chặt chẽ các nội quy của nhà Phật và Hoằng Dương Pháp Môn Tịnh Độ, đã làm cho nhục thân của Ngài được lưu giữ mãi với thời gian, làm cho hàng vạn tăng ni Phật tử thêm xúc động, tính tâm càng thêm vững chắc trên con đường tu hành, Đại sư Thích Bản Quyền chia sẻ. Đồng quan điểm với Đại đức Thích Bản Quyền, Thạc sĩ Vũ Thế Khanh, Giám đốc Trung tâm USA cho rằng, ý kiến của tôi cũng giống như nhà Phật đưa ra, đó là do công năng của Ngài khi tu luyện đã đạt đến mức gọi là đắc đạo. Hiện tượng xá lợi toàn thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức không phải là hiện tượng mộ kết như quan điểm của nhiều người. Vì mộ kết hay không còn do vị trí mộ, chân đất. Nhưng trước đây đã có nghiên cứu chỉ cho rằng chân đất ở đó không có gì đặc biệt. Do đó, đây không phải là hiện tượng mộ kết, có lẽ đó là công năng tu hành của các vị đại sư. Lấy ví dụ như trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng bên Trung Quốc hay những các trường hợp thiền tán ở Việt Nam đều là do tu hành thì nhục thân của họ mới có thể bức hoại như vậy. Hòa Thượng Thích Minh Đức, thế danh Nguyễn Khắc Dần, sinh năm 1901 tại làng Hiệp Phổ, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 17 tuổi, Ngài xuất gia tu học. Vốn là người thông minh ham học hỏi, lại vô cùng đức độ, khiêm nhường, nên năm 1940, Ngài được cử về chủ trì Tổ đình Long Bủ và đảm nhận làm hội trưởng Hội Phật giáo huyện Nghĩa Hành. Năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, Ngài được cử làm hội trưởng Hội Phật giáo của quốc huyện Nghĩa Hành. Bên cạnh việc tu tập, Ngài còn nghiên cứu về Đông y và trở thành một lương y nổi tiếng để cứu độ chúng sinh. Trước khi ra đi, Ngài gọi đệ tử đến và dặn dò, sau đó mới viên tịch. Hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có ở nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức. Việc phát hiện nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức sau 26 năm tán, nhưng không hề phân hủy, gây sững sờ đối với các nhà khoa học khảo cổ. Khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ này, nhiều chuyên gia khẳng định đây là một điều phi thường, chỉ có thể là thành quả của sự tu luyện đắc đạo mới thành. Bởi nhục thân của Hòa Thượng Thích Minh Đức không hề cần đến bất kỳ một hình thức bảo quản nào. Ngài được chôn tự nhiên, bị đè lên bởi một khối đất khổng lồ, nhưng trải qua bao nhiêu năm mà vẫn không hề hưởng gì. Một hiện tượng là khác biệt hoàn toàn so với các nhục thân của những vị thiền sư đã được phát hiện trước đây. Hiện tượng kỳ lạ và đặc biệt này được phát hiện vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2011, tức ngày 8 tháng Chạp năm Canh Dần, tại chùa Long Bủ, thôn Xuân Vinh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Hôm đó, môn đồ Pháp Quyến cùng Phật tử địa phương đã tổ chức buổi lễ khai quật và di dời hài cốt của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Đức qua tháp mới. Mọi người đều ngỡ ngàng khi đào phần đất lên thì thấy di hài của Ngài vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm chôn cất. Quan tài của Ngài đã bị mục nát, nhưng chiếc áo cà sa, những dải băng vải bó thân xác Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Xương sọ của Ngài có màu vàng, hai xương bàn chân, các đốt xương bàn và cổ chân dính chặt vào nhau và dựng đứng lên như tư thế chôn ban đầu. Khung xương phần thân của Ngài không bị sập xuống, mặc dù khối đất đè trên mình là quá lớn khi quan tài đã mục nát. Sau khi nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ trên, Phó Giáo sư Thạc sĩ Nguyễn Lân Cường cho rằng đây là hiện tượng xá lợi toàn thân hiếm có, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Một hiện tượng bí ẩn của những vị cao tăng đắc đạo trong Phật giáo, mà đến nay rất khó để giải thích thỏa đáng về mặt khoa học. Theo Phó Giáo sư Thạc sĩ, thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.